ngoài đồng, chồng bà người khác tử vong sau khi đi cấp cứu. Bà Thu được phát hiện đã chết ở ngoài ruộng, còn chồng bà và một người đàn ông khác thương nặng trong ngôi nhà cách đó không xa. Vụ việc được người dân phát hiện sáng 20 tháng 6 ở thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trao đổi với Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo Vũ Văn Đức cho biết lực lượng công an huyện đã phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể bà Trần Thị Thu nằm giữa cánh đồng ở thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo. Sau đó, họ tiếp tục phát hiện hai người đàn ông trong ngôi nhà ở khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo bị thương nặng với nhiều vết thương. Nơi đây cách hiện trường thi thể người phụ nữ không xa. Tại ngôi nhà phát hiện hai thi thể có hai con dao nhọn. Hai nạn nhân là Nguyễn Thành Trung, chồng bà Thu, và Đàm Văn Lực được đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.